Chàng trai kẹo ngọt của tôi là bộ phim ngôn tình thanh xuân ngọt ngào xoay quanh câu chuyện tình yêu của Tô Mậu và Điền Điềm. Tô Mậu do Triệu Dịch Khâm thủ vai là một thanh niên yêu máy bay, thế nhưng lại mắc chứng mất ngôn ngữ. Điền Điềm là cô sinh viên ngành thiết kế năng động, vừa mới tốt nghiệp. Định mệnh đầy đưa khiến cho họ gặp nhau khi phát hiện ra món kem mà Điền Điềm làm ra có thể giúp cho Tô Mậu nói chuyện một cách suôn sẻ. Vì muốn ăn món kem này thường xuyên mà Tô Mậu đã chuyển tới chỗ đối diện của nhà cô. Những câu chuyện hài hước cũng bắt đầu từ đó. Hai người thường xuyên xuất hiện những khoảnh khắc ngọt ngào và hài hước. Mối quan hệ tình cảm của hai người cũng lớn dần dần. Sự kết hợp ngọt ngào của cặp trai tài gái sắc Triệu Dịch Khâm và Đinh Nhất Nhất là một điểm cực hút của bộ phim. Lựa chọn một đề tài gần gũi với cuộc sống đời thường khiến cho tác phẩm dễ chiếm được hào cảm của fan hâm mộ. Hãy cùng đón xem bộ phim để cảm nhận những thước phim hay nhất. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.